Vườn Kiện Phúc Khang xin kính chào quý cô chú và anh chị. Chúc quý cô chú và anh chị ngày mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay Vườn Kiện Phúc Khang xin được giao lưu tới quý cô chú và anh chị một số giống hoa rất là xinh luôn nha cô chú anh chị. Thì cô chú và anh chị mình yêu thích mã số mấy hoặc muốn sưu tầm loại giống tên gì thì xin vui lòng liên hệ với vườn qua số điện thoại 0939 425 983. Em có ghim trên màn hình luôn nha. Để không làm mất thời gian của quý cô chú và anh chị thì em xin được giới thiệu chi tiết từng cây. Mã số 1, mã số 1 là một cây Golden Brown, là một giống đổi màu rất là nhanh hoa luôn nha cô chú anh chị. Golden Brown thì cái bộ lá và bộ nhánh nó rất là đặc trưng. Thì cây này có hoành thân là 19, cao phôi tính từ mặt chậu là 35. Em xin giao lưu gốc này là 280.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À, bệ đế sạch đẹp, không bị lỗi nha cô chú anh chị, bệ đế rất là cưng luôn. Cây này mã số 1, 280.000, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo mà là mã số 2 có tên là Ladybird Marble. Thì dòng này bộ lá rất là đẹp luôn, bộ lá rất là nổi bật nghe cô chú anh chị. Thì dòng này thì nó sẽ là hoa hồng nhưng mà nó lên gân rất là cưng luôn. Thì dòng Ladybird Marble này khá là xiên hoa luôn nha cô chú anh chị, nó có thể nổi quanh năm nha. Thì cây này có hoành thân là 26, cao phôi tính từ mặt chậu là 38. Em xin giao lưu này là 430.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À, bệ đế sạch đẹp nha cô chú anh chị, bệ đế sạch đẹp, rất là đẹp luôn. Thì cây này có một vết chày nhỏ nhưng mà em có xử lý keo liền sẹo cho cô chú mình này nha. Cây tàn tâm rất là xum xuê và bo rất là khỏe luôn nha. Mã số 2 là Ladybird Marble, 430.000, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 này là một dòng có hoa và lá rất là cưng luôn, màu lá màu hoa rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì có tên là Rainbow Diamond, hay có vườn thì gọi nó là tóc vàng va nha cô chú anh chị, tóc vàng cẩm thạch. Thì hoa nó như tóc vàng và lá nó vân vân đốm rất là đẹp luôn ạ. À, lá rất là nổi bật. Cây này có hoành thân là 17, cao phôi tính từ mặt chậu là 45. Em xin giao lưu này là 300.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À, bệ đế sạch đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 3, Rainbow Diamond, 300.000, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là một cây lá vàng hoa hồng có tên là Pin Tây Quân nha cô chú anh chị, sắc hoa hồng luôn. Cây này nó em mới vừa bấm tàn nè, nhưng mà những cái cành khác nó sẽ lên hoa nha cô chú anh chị, rất là nhại hoa luôn. Dòng này muốn lấy bo khó lắm, tại vì nó ra đọt chút xíu nữa nó sẽ ra hoa luôn. Và hoa nó mới nở nó hơi nhạt, nhưng mà khi nó nở lâu chút xíu rồi nó sẽ lên hồng đậm nha cô chú anh chị, hoa rất là cưng luôn. Cây này nó nở một cái là thấy hoa chứ không thấy lá nha. Thì cây này có hoành thân là 21, cao phôi tính từ mặt chậu là 48. Em xin giao lưu này là 300.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À, bệ đế sạch đẹp, già khỏe nha cô chú anh chị. Nè, mã số 4, Pin Tây Quân, 300.000, em bao ship, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À, tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một dòng Chicha Royal, là một dòng lá cẩm thạch hoa đổi màu nha cô chú anh chị. Thì dòng này hoa rất là đẹp luôn, hoa đổi màu rất là đẹp và cái màu lá cũng rất là cưng luôn ạ. À, cái đọt của Chicha Royal mình ngắt đọt thì nó sẽ ra lại đọt đỏ nha cô chú anh chị. Cây này em mới vừa cơi tàn cho nó nha. Cây này có hoành thân là 16, cao phôi tính từ mặt chậu là 42. Em xin giao lưu này là 250.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À, bệ đế sạch đẹp nha, nhưng mà trên thân nó có một vết lõi nhỏ nha, nó bị có vết chày, cho nên em bán rẻ cho anh chị mình về sưu tầm lấy bo nha. Mã số 5, Chicha Royal, 250.000, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo là mã số 6, là một dòng đổi màu, cánh hoa rất là cưng luôn. Thì cây này có tên là Huy Linh nha cô chú anh chị, đổi màu rất là đẹp luôn và rất là đa dạng sắc thái. Thì cây này có hoành thân là 23, cao phôi tính từ mặt chậu là 50. Em xin giao lưu này là 380.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À, bệ đế đặc quẹo nha cô chú anh chị, đặc quẹo nha, tròn đều rất là đẹp luôn nha. Đây à, mã số 6, Huy Linh, 380.000, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là một dòng Kayata nha cô chú anh chị. Thì dòng này hoa rất là cưng, rất là đẹp luôn. Dòng này hoa trời càng nhiều nắng thì sắc hoa nó sẽ lên đậm rất là đẹp luôn. Và hoa to nha cô chú anh chị. Cây này bo rất là mập mạp luôn, cô chú anh chị mình về lấy bo cũng ngon lành luôn nha. Nè, bo rất là khỏe luôn. Thì cây này có hoành thân là 28, cao phôi tính từ mặt chậu là 45. Em xin giao lưu này là 350.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À, hai rễ nhưng mà nó rất là khéo nha cô chú anh chị, rễ rất là đẹp luôn nha, sạch sẽ và không bị lỗi nha cô chú anh chị.
Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một dòng cũng còn khá là mới nha cô chú anh chị, có tên là Rainbow Yellow. Thì dòng này cũng hoa cũng rất là cưng và rất là xuyên hoa nha cô chú anh chị. Hoa sai và nở rất là lâu tàn luôn. Thì khi cây này lúc mới nở nó sẽ lên là màu vàng, nhưng mà nó sẽ chuyển màu lên, nó sẽ lai hai màu vàng hồng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì em có review trên trang cá nhân Vườn Kỷ Phúc Khang của em á, cô chú anh chị mình vào xem tham khảo hoa giúp em nha. Thì cây này có hoành thân là 18, cao phôi tính từ mặt chậu là 55. Em xin giao lúa này là 280.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ ạ. Có hai bo nhưng mà bo luôn lên rất là khỏe nha. Em đã bấm cành và nó đang ra lại rất là sung luôn nha. Mã số 8, Rainbow Yellow. 280.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một cây Golden Sunshine nha cô chú anh chị, hay có tên là Nắng Vàng. Thì dòng này hoa rất là đẹp luôn. Hoa lên màu rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, hoa siêu to luôn nha. Thì cây này có hoành thân là 22, cao phôi tính từ mặt chậu là 42. Em xin giao lưu gốc này là 350.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À, bệ đế sạch đẹp không, có vết sẹo nhỏ thôi nha cô chú anh chị. Em có xử lý cái đèn sẹo rồi, nhưng mà bo rất là khỏe luôn. Thì cây này nó bo rất là mập và em ghép chi cành đều hết cho cô chú anh chị mình nha. Đây ạ, à, đế quái sạch sẽ luôn nha. Mã số 9, Golden Sunshine, 350.000, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 cũng là một cây Golden Sunshine nha cô chú anh chị. Thì dòng này là hoa rất là quốc dân nha, hoa siêu to và hoa lên màu rất là đẹp luôn ạ. À, thì cây này có hoành thân là 23, cao phôi tính từ mặt chậu là 43. Em xin giao lưu này là 450.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ ạ. À, bệ đế rất là bự nha cô chú anh chị, bệ đế rất là to luôn và rất là sạch sẽ, không có lỗi nha. Đế đặt quẹo luôn nha cô chú anh chị. Mã số 10, Golden Sunshine hay còn gọi là Nắng Vàng, 450.000, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 là một dòng đổi màu cũng còn khá là mới trên thị trường nha cô chú anh chị, có tên là Meginton Baru, à em xin lỗi, Murayama. Em xin lỗi, mã số 11 có tên là Murayama. Thì cây này có hoành thân là 29, cao phôi tính từ mặt chậu là 39. Em xin giao lưu gốc này là 350.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình nha. Thì cây này em đã bấm tàn được một lần rồi, nó đã ra lọt lại rất là mập mạp luôn nha, rất là khỏe nha. Cây bệ đế sạch sẽ không có lỗi nha cô chú anh chị, bệ đế sạch đẹp luôn nha. Mã số 11, Murayama, 350.000, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 là một cây chicha Indo nha cô chú anh chị. Thì cây này bo rất là khỏe luôn, tụt rất là mập và rất là dài, thì cô chú anh chị mình về lấy bo cũng khá là ok nha. Thì dòng này nó nở, đúng không? Mỗi lần nở là mỗi một sắc thái khác nhau, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Thì dòng này em cũng có review trên tường Vườn Kiển Phúc Khang nhà em, là hoa rất là cưng luôn, nở bao nhiêu lần là bao nhiêu sắc thái khác nhau. Thì cây này có hoành thân là 24, cao phôi tính từ mặt chậu là 36. Em xin vô lô này là 350.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À, bệ đế sạch đẹp nha cô chú anh chị, bệ đế sạch đẹp không có lỗi nha. Tiếp theo là mã số 13. Mã số 13 là một cây sexy AC. Thì dòng này hoa rất là cưng luôn cô chú anh chị, hoa nó nở như cánh bướm, mà dòng này nó nở rất là sai hoa luôn nha. Nó sẽ nở thành một cái chuỗi hoa dài và nó có rất là nhiều hoa đặt hoa, cho nên mình nhìn rất là cưng luôn ạ. À, thì cây này bệ đế rất là sạch đẹp và dài, không có lỗi nha. Cây này có hoành thân là 25, cao phôi tính từ mặt chậu là 53. Em xin giao lưu này là 380.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À, thì quý cô chú và anh chị mình muốn sưu tầm giống gì hoặc là muốn yêu thích mã số mấy thì xin vui lòng liên hệ với Vườn qua số điện thoại 0939425983, và đây cũng là số Zalo của Vườn, em có ghim trên màn hình luôn nha. Đây ạ, à, mã số 13 sexy AC, bộ rễ rất là khỏe, rất là quái đẹp luôn nha. Tiếp theo là mã số 14. Mã số 14 là một cây chicha online, lá vàng hoa đỏ nha cô chú anh chị. Thì dòng này rất là hot luôn. Cây này lá vàng, cành nó đỏ và hoa nó sẽ màu đỏ rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây ạ, à, thì cây này có hoành thân là 21, cao phôi tính từ mặt chậu là 47. Em xin giao lưu gốc này là 350.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À, bệ đế sạch đẹp nha cô chú anh chị, nó có một vết chì nhỏ đây nha, mà em có xử lý keo cho cô chú anh chị mình rồi, cho nên là nó rất là khỏe luôn, bo rất là mập mạp luôn nha cô chú anh chị. Mã số 14, chi cham online, 350.000, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 cũng là một dòng chi cham online, lá vàng hoa đỏ nha cô chú anh chị. Bo siêu mập luôn nha, bo siêu mập luôn và nó rất là khỏe luôn rồi. Thì cây này có hoành thân là 23, cao phôi tính từ mặt chậu là 40. Em xin giao lưu gốc này là 450.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À,
Mã số 15 Chi Charm Online 450.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 là một dòng Chichagon nha cô chú anh chị. Thì dòng này hoa rất là cưng luôn. Nó sẽ lên màu vàng, trắng, hồng, rất là đẹp luôn ạ. Thì dòng này cũng khá là nhanh hoa luôn nha cô chú anh chị. Càng già hoa càng sai và nó lập hoa cũng khá là nhanh. Cây này có hoành cổ là 28, cao phôi tính từ mặt chậu là 46. Em xin giao lưu gốc này là 450.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú anh chị mình ạ. Bệ đế sạch đẹp nha cô chú anh chị. Bệ đế sạch đẹp không bị lỗi nha. Và bo em ghép hết tất cả các chi cành cho mình nha. Bo rất là khỏe luôn. Cây này không có lỗi nha cô chú anh chị. Bệ đế rất là đẹp và rất là to luôn nha. Tiếp theo là mã số 17 là một cây Radiancy. Thì dòng này hoa lá rất là đẹp luôn nha. Hồi nãy giờ mình có lá vàng, lá xanh. Thì bây giờ mình có lá đỏ nha cô chú anh chị. Nè. Mã số 17 là một cây Radiancy, một dòng lá đỏ nha cô chú anh chị. Hoa sắc đỏ rất là cưng luôn. Thì cây này có hành thân là 25, cao phôi tính từ mặt chậu là 48. Em xin giao lưu này là 550.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. Bệ đế sạch đẹp nha cô chú anh chị. Bệ đế rất là quái, rất là đẹp luôn. Mã số 17 Radiancy 550.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 18. Mã số 18 là một dòng dưa hấu Zinda nha cô chú anh chị. Nè, rất đang dòng này hoa rất là nhanh luôn, nó nhanh hơn dòng dưa hấu đỏ luôn nha cô chú anh chị. Thì dưa hấu Zinda đặc biệt của nó sẽ đầu nó sẽ vân cẩm thạch nha. Đầu lá nó sẽ vân cẩm thạch rất là đẹp luôn. Thì cây này hoa nó lúc mới nở thì nó sẽ hơi cam cam và dần lớn lên thì nó sẽ màu hồng đậm rất là đẹp luôn nha. Dòng dưa hấu này cái cánh hoa nó rất là đặc trưng luôn. Và cây này đang mang hoa rất là nhiều thì cô chú anh chị mình sưu tầm về thay chậu là mình có thể ngắm hoa được liền nha. Thì cây này mã số 18 có hoành thân là 27, cao phôi tính từ mặt chậu là 43. Em xin giao lưu này là 350.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. Bệ đế sạch đẹp nha cô chú anh chị, không có lỗi nha. Bộ tàn rất là xum xuê luôn và đang mang hoa rất là nhiều. Mã số 18 dưa hấu Zinda 350.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 19. Mã số 19 là một cây lá vàng nhưng mà hoa đổi màu nha cô chú anh chị. Dòng này có tên là Chicha Damia. Thì cây này có hoành thân là 23, cao phôi tính từ mặt chậu là 50. Em xin giao lưu gốc này là 1.200.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. Thì cây này bo rất là khỏe luôn nha. Về cô chú anh chị mình sưu tầm lấy bo rất là ngon lành luôn nha. Thì cây do cây này là giống còn khá là mới cho nên là giá nó sẽ còn nhỉnh hơi cao nha cô chú anh chị. Đây ạ, Chicha Damia, một dòng lá vàng hoa đổi màu, 1.200.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. Bệ đế rất là đẹp nha, bệ đế to khỏe rất là đẹp luôn. Đây ạ. Tiếp theo là mã số 20. Mã số 20 là một cây dưa hấu đỏ nha cô chú anh chị. Thì cây này em đã cơi tàn nó xum xuê nha. Và cây đang lên hoa luôn. Thì dòng dưa hấu này hoa rất là ngọt ngào và rất là đặc trưng luôn. Dòng này rất đáng sưu tầm nha. Đây ạ. Dưa hấu lá xanh rất là đẹp luôn ạ. Thì cây này có hoành thân là 31, cao phôi. À em xin lỗi, em đo chiều cao tính từ mặt chậu lên tàn là 98. Em xin cho lô gốc này là 750.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. Nè, bộ tàn rất là xum nha và rất là khỏe luôn. Thì cô chú mình sưu tầm về là có bo có hoa ngắm liền nha. Ở trên chấp đọt của nó đang mang nụ rất là nhiều luôn ạ. Mã số 20, dưa hấu đỏ, 750.000, em bao ship toàn quốc ạ. Bệ đế không có lỗi nha cô chú anh chị. Bệ đế siêu to luôn. Tiếp theo là mã số 21. Mã số 21 là một cây Kayata nha cô chú anh chị. Một dòng Kayata thường của mình là hoa sẽ hoa hồng nha. Thì cái mông này nó nở nó cũng gần muốn tàn rồi cho nên nó màu sẽ nhạt. Nhưng mà cây này đang mang nụ hoa rất là nhiều luôn ạ. Cây đang mang chi chít nụ hoa rất là nhiều luôn. Thì cô chú anh chị mình sưu tầm về là có hoa ngắm liền nha. Thì dòng này rất là xiên hoa và nắng nó càng nhiều thì hoa nó càng đậm đà luôn. Đây ạ. Cây đang mang nụ rất là nhiều luôn nha. Thì cây này bệ đế sạch đẹp không bị lỗi nha cô chú anh chị. Cây này có hoành thân là 30, cao phôi tính từ mặt chậu là 88. Em xin giao lưu gốc này là 1.100.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. Bệ đế rất là đẹp luôn nha. Bệ đế đặc quẹo và rất là nhiều rễ quấn vào nhau rất là đẹp luôn nha. Và cây tàn phơm tàn rất là đều tròn luôn cô chú anh chị. Mã số 21 Kayata, 1.100.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. Quý cô chú và anh chị mình yêu thích mã số mấy hoặc là muốn sưu tầm loại giống tên gì thì xin vui lòng liên hệ với vườn qua số điện thoại 0939 425 983. Và đây cũng là số Zalo của vườn luôn ạ. Em có ghim trên màn hình nha.
Chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn của tụi em. Chân thành cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều ạ.